được chào các bác nha. Tôi đang ở chỗ Đại lộ Thăng Long ấy, chỗ gần cầu vượt An Khánh ấy, thì vào thăm một cái vườn cảnh mà tôi không biết là chủ cho phép quay phim hay không, cứ nhảy vào cái đã. Hỏi mấy người làm đấy thì không thấy chủ ở đâu cả. Đây, thấy cái biển hiệu là như này, vườn cảnh Nguyễn Đình Long, và xem có những cây rất là nhiều thể loại các bác. Đều ngoài này là tùng La Hán các loại nhé, tùng La Hán nhé. Đấy, bên đây là bonsai xanh nhé, xanh chi các loại nhé. Bên đây là hoa hồng các loại, những cây hoa hồng rất là khủng. Đấy, ví dụ cây này rất là khủng, cây hoa hồng rất là khủng. Đấy, thì khi mà gặp chủ thì sẽ báo giá các bác nhé, nếu không thì ta quay lại chiêm ngưỡng và có cái số điện thoại đấy thì bác hỏi giá nha các bác nha. Đấy, ập luôn vào cái chỗ bonsai này, bởi vì đơn giản cái chỗ này nó dễ quay nhất, chứ còn La Hán biết quay cây nó to nó khó. Hoa hồng ấy thì cũng không phải là đam mê. Bên kia bưởi Tết, bưởi Tết nó bày rất là nhiều các bạn, không khí Tết lắm rồi, bưởi quất người diễn ấy, và quất thế rất là nhiều bên vườn bên kia kìa. Qua cái vườn này nhé. Đấy, nếu mà có thời gian sẽ làm một cái phóng sự về bưởi viết Tết, trưng Tết các bạn. Bây giờ là vào những cây này xem các bạn nha. Đầu tiên là một cái cây xanh hồng đá, Nam Điền hồng đá. Mình chẳng biết giá được quá, nhưng mà chắc là giá là cao ấy, trừ khi quên biết thôi. Chắc là giá cao ấy. Xanh hồng đá. Quay lại về nghiên cứu, có khi là sao mà alo được giá là múc rồi. Đấy, chó khắp nơi. Còn người làm đi vào đây chẳng thấy chủ đâu. Cho là một cây xanh lắng làng, xanh lắng làng, xanh lắng làng. Hôm nay có phiên chợ Vạn Phúc đấy các bác, nhưng mà ba phiên gần đây là tôi quên mất, với lại nó cũng rét quá, và chợ nó cũng ít cây đẹp. Một cây xanh lắng làng cũng khá là chuẩn, khá là tuổi đời rồi. Rêu phong, có lẽ là nó ôm trên hòn đá thấm thủy chăng thì nó mới được như này. Ở mặt trước đây nó vướng cái xe máy. Hôm nay nó mới tạnh ráo tí các bác, rét lắm, còn dưới 10 độ C thôi. Rồi, tiếp theo lưng đeo cái ba lô này, phải là phải lùi lại quá, hướng đổ cây người ta. Theo là một con xanh tầm trung. Có tiền thì ta nên chơi những loại, hoặc là có tiền mà có không gian ta nên chơi loại to các bạn. Mini chơi đôi cây thôi, không có diện tích thì buộc phải chơi mini thôi. Tất nhiên là mini nó cũng có cái đẹp riêng, nhưng mà to này thì thường là nó có giá trị hơn. Đấy, xanh rất già. Lưng đeo cái ba lô khá vướng như này, nhiều khi không nắm lách vào. Con này cũng kinh đấy.
chẳng có giá. Các bác cứ gọi cái số điện thoại kia kìa nhé. Tôi cũng chẳng biết chủ là bác nào, có khi gặp rồi nhưng mà không biết tên nữa. Có thể tí nữa nếu mà nhìn thấy mặt thì làm quen, hỏi chuyện. Xanh con ba vai à, kia kìa bác này, bên kia kìa, bùm bốn vàng vàng đấy, bưởi Tết đấy, trưng bày bưởi Tết đấy. Đấy, Tết đến đít rồi các bác, năm nay Tết đến nhanh lắm, Tết ở bên nhanh lắm. Đấy, con ba vai này, cách người ta đục, cách người ta tục tạo sẹo, nó đang ôm. Đục thì về tổng thể thì vẫn bệ, vẫn là bề trải tổng thể hài hòa mà vẫn tạo được những cái điểm nhấn, thì cũng phải có kinh nghiệm thì mới đục được. Có người thì có cái đục khác nhau nhưng mà về tổng thể nó là như vậy. Đấy, còn ba vai nằm liền đấy. Có lẽ là có con lăng ráng làng kia là lọt vào mắt mình một chút. Xì búp hồng, xì búp hồng. Thấy mình lang thang đây ra tưởng trộm xe thì bỏ mẹ. Đây có một cái xanh quê khá là hay. Xanh quê khá hay. Đấy, nhìn nhé. Xanh quê. Cây này xích là chứng tỏ là hình á, cây này vì nó bê được mà. Đấy, dầm riêng tốt đấy. Để làm lại dầm cái là Tết là chơi cũng được rồi. Bác chủ tôi sẽ hỏi cái này, tất nhiên nó không chuẩn chỉ lắm nhưng mà nó khá là bắt mắt. Đấy, sạch sẽ, từ phía dưới lên côn trọng sạch sẽ. Đấy, một cây khá hay. Cố gắng quay các mặt của nó thì đấy, ăn vào đá là nhiều năm rồi các bạn, ăn vào đá nhiều năm rồi đấy. Đấy, mặt này thì đẹp hơn, dám là làm một cái viên đá ở đây cho nó ôm vào thì hay quá. Đấy, một cây khá hay đấy. Khá hay, mặt này là mặt chuẩn ngón. Cây xanh khá là hay. Đấy, chi cành rất là mịn, chi cành giật ra rất mịn. Có chút bị cháy đây, chút bị cháy đây nhưng mà không sao. Chuẩn bị cháy. Là một cây, lại một cây nữa hay nhất. Có lẽ từ nãy giờ nhìn thấy cây là hay nhất. Lại đây thì đang là phôi thôi. Phôi toàn phôi khủng mà. Hầm hố đấy, gấu đấy. Kiểu như bắt cường họa sĩ vào bây giờ chơi phải gấu đấy. Cây là nhìn nó phải gấu. Hôm nay thì cũng gấu thật rồi.
quá gấu. Đấy, ổn này. Bèo này, bèo hoa dâu đây. Đấy, các bác nhìn bưởi Tết. Ái chà, con này ôm hòn đá ong. Ôm hòn đá ong cùng với dòng xanh quê vừa nãy này. Cái rễ nó ôm như mắt lưới này, như đan mắt lưới. Các bác nhìn, như đan mắt lưới. Đấy. Rút giam đi thì chắc cũng ổn đấy. Ngọn nó đang bị, có thể là đang bị tê hoành, có thể đang bị lỗi chút. Đây, con này thì sẽ dễ xem hơn vì người ta rút răm rồi. Đấy, con này thì kinh điển đấy. Cho đi chơi được rồi. Cho đi chơi hay quá rồi. Rằm dấu ấn thời gian đây. Rằm chun rụt. Rằm chun rụt. Cái lang thang này không thấy bác chủ đâu. Chẳng sợ mất cắp cái tiếc gì. Người làm thì rất đông đằng kia kìa. Đấy, cây rất hay. Rằm. Rất già. Đá thì hơi xấu, người đá xưa này làm lại đá đẹp thì nó nghệ thuật cao. Ổi làm biển bự thì nhiều lắm, còn bãi bên kia cơ mà. Đấy, phôi Nam Điền. Ra con xem con phi lao kia một chút. Con phi lao to này. Đấy. Phi lao to. Xi măng. Bự ghê. Như là cây củi khô các bạn. Cằn cỗi. Cái phi lao em ở nhà cũng thế. Nó nhỏ hơn cái này nhưng mà nó cũng rất là già. Rất là già. Bông tán cái này chia theo lối, hơi lối cổ một chút. Vào thăm vườn nhưng mà không gặp chủ, buồn các bác nhỉ. Một cây xanh này thì rất là đẹp rồi. Rất đẹp. Xanh rất đẹp. Không hiểu cái bông này làm sao nhưng mà
chắc đang nuôi tiếp. Ngày xưa lỗi hay là bị gãy gì đấy, chắc chuyển đi chơi bị gãy chẳng hạn. Chứ nó hoàn thiện rất là tốt này. Không biết bác chủ bác đi đâu rồi bác nhỉ? Dạ. Không biết ông chủ đi đâu rồi nhỉ? 15 phút nữa là về. À đây. 15 phút nữa về. Xanh khủng thì nhiều lắm. Đây. Con này cũng hay này. Dáng ráng ráng đại thụ. Đây, kia có cây bàng cũng rất là đẹp. Tí ra xem. Đường đất nó quá, nhìn nó đi nó sụt. Đấy. Quán qua chút thôi chứ để đi xem. Sùng này dã man, sùng quá dã man. Phân lợn khô này các bác, tốt nhất trong các loại phân hữu cơ bây giờ. Đấy, phần hốc của cái cây sùng này kinh. Dã man quả. Đấy. Ok bạn. Đấy, cây bàng rất đẹp. Bệ rễ rất đẹp. Đấy, các bác. Không rút được vào nhưng mà rất đẹp. Mùa này mang mùa lá đỏ rất đẹp. Bên bài các nhìn cốt chậu cũ bên bài. Đấy. Cốt chậu cũ đang thả nước và sức sống rất là tốt. Tường vi quái. Đây, tường vi đây. Chậu rất đẹp. Thân nó này các bác nhìn. Thân giả lùa rất quái. Đấy các bạn, xem là còn cái gì nữa không nào. À đây có cái ổi. Cái ổi. Rồi, cảm ơn các bác nhé, để em đi ngắm kỹ lại một lần nữa các bác nha. Thông tin gì thì em sẽ comment bên dưới hoặc là bác alo trực tiếp số của bác chủ ở trên cái biển hiệu nhé các bác nhé.